Rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn vừa nhận được visa để biết được lý do vì sao bạn lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình, cũng như là khi bước vào phòng lãnh sự quán thì tâm trạng của bạn như thế nào các bạn nhé. Chị xin chào em. Dạ, em chào chị. Lời đầu tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được không? Dạ, tên em là Ai Lữ, em 20 tuổi và hiện tại là em đang ở Bảo Lộc. Em đang học tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh ngữ để em chuẩn bị đi du học. Thời gian rảnh là em ở nhà phụ giúp việc gia đình và thường xuyên lên những trang web để tìm hiểu về thông tin của trường em cho. Nếu vậy thì chị không biết là qua bên Mỹ thì em sẽ học cái ngành gì cũng như là cái trường nào em chọn về em ha? Qua bên Mỹ là em học trường Richland và ngành em chọn là ngành kế toán. Trường em là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất trong hệ thống cao đẳng của Hà Dallas và trường được là trường duy nhất và đầu tiên được nhận giải thưởng Malcolm Parrish National College Award. Cái ngành kế toán em đang học là một trong những ngành được dạy tốt hơn so hơn với 100 ngành của trường dạy. Trường có nhiều các câu lạc bộ giúp cho mình để phát triển về kỹ năng sống cũng như kỹ năng giao tiếp. Bang em là một Texas là một trong hai bang có nền kinh tế phát triển nhất nước Mỹ. Và bang có nhiều trường đại học lớn như University of Houston, University of Texas at Dallas. Và tại bang có khí hậu rất là dễ chịu nên em sẽ thích em thích gì. Cái bang Texas thì nó khá giống với Việt Nam của mình đúng không em? Rồi chị không biết là nếu vậy thì lý do vì sao mẹ quyết định thì chọn Mỹ làm cái điểm đến du học của mình đây? Tại vì mục tiêu của em là muốn đi du học Mỹ để làm kế toán trưởng tại ngân hàng AZ. Tại ngân hàng đó nó đòi hỏi bằng cấp cao và chuyên môn kỹ thuật thực tế. Cho nên em muốn chọn Mỹ vì bằng cấp của Mỹ về Việt Nam sẽ được coi trọng hơn. Rồi thì chị không biết nếu vậy thì cái lộ trình mà em qua Mỹ học ở tại trường nó sẽ như thế nào em ha? Em qua đó là một năm em sẽ học tiếng Anh và hai năm kế tiếp em học chuyên ngành kế toán tại trường Richland. Sau đó em sẽ học tiếp lên đại học tại trường University of Texas at Dallas. Sau khi em học 5 năm tại Mỹ, em sẽ quay về Việt Nam để làm kế toán trưởng tại ngân hàng AZ. Rồi, thế vậy thì chị không biết là cái cảm giác của em khi mà được thông báo là đã đậu được visa thì em thấy như thế nào ha? Một cảm giác khó tả là chị. Nó vui sướng là coi như là bao nhiêu thành tích công sức của mình đổ vào đấy là có được kết quả. Em là đạo Thiên Chúa cho nên là trước khi em xếp hàng em đợi thì em có đọc kinh rất là nhiều và tự nhiên tới gặp đại sứ quán người em tỉnh bơ không có gì gọi là run hết. Lúc đó là mình không còn gì để run nữa rồi đúng không? Rồi như vậy thì cái cảm giác khi em làm hồ sơ tân đại dương thì em thấy như thế nào em ha? Lúc đầu là bạn em làm ở đây đậu đi du học. Khi làm ở đây được một thời gian thì em hoàn toàn tin tưởng. Ở đây các anh chị tận tình giúp đỡ cho em khi trong cái quá trình mà em chuẩn bị để phỏng vấn. Em học thì em cũng không có giỏi mấy nhưng mà nhờ chị Ngọc và chị Thúy và tận tình với em cho nên là em dễ dàng mà vượt qua được. Em sẽ giới thiệu về Tân Đại Dương cũng như là các anh chị ở đây đã rất tận tình với những ai mà làm hồ sơ tại đây. Em học với anh Khôi giúp cho em tìm hiểu rõ về trường, những thông tin cần thiết mà về trường mà em cần biết. Còn học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh sẽ giúp cho em có được một sự tự tin trong cơ thể em. Tại vì em là người thiếu tự tin lắm. Để nghe anh Bảo Anh nói xong là em cảm thấy mình bớt căng thẳng và tự tin vào mình hơn. Cũng nhờ sự tự tin đó mà em đã nhận được visa đúng không? Cái điều cuối cùng thì em có thể cho các bạn là một lời khuyên mà trước khi các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn visa được không em ha? Các bạn hãy tự tin lên vì mọi khó khăn sẽ đều vượt qua được. Rồi, chị rất là cảm ơn những thông tin cũng như là những chia sẻ mà Ái Lựa đã gửi đến tất cả các bạn. Và chị hy vọng là sau 5 năm học ở Mỹ em có thể trở về Việt Nam thực hiện được cái ước mơ làm kế toán trưởng của mình nha. Cảm ơn chị.
Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục xin visa du học Mỹ như thế nào, các bạn cũng có thể liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào website www.tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.